bạn đến với biển xanh cát trắng Quy Nhơn, Bình Định. Ngày trời rất đẹp. Đây là khuôn viên FVC quyết đầu tư rất là bài bản, chất lượng, chiến lược lâu dài và tuyệt vời. Điểm đến đẹp tuyệt vời Quy Nhơn. Có thể nhìn thấy quân viên tuyệt vời, xanh sạch đẹp, xa xa tầm mắt ở biển. Trẻ em có thể vui chơi thoải mái, không cần quan trọng rất an toàn. Nhiều mực nước khác nhau, tôi có thể thư giãn, trải nghiệm, bơi đùa, vui chơi và thích. Mực nước 40 cm. Rất an toàn cho các em đấy nha. Ở đây chúng ta cùng vui chơi và thư giãn. Cái cà phê cùng với cà phê trà. Có thể nhìn thấy biển rất sạch, không có một bóng tàu thuyền qua lại. Biệt là không gian rộng, có thể đi bất kỳ khu nào hoặc xe điện miễn phí.